Chào các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với Pia Channel. Mình là bác sĩ Thu Trang Pianissimo. Bạn nào chưa biết đến mình thì có thể vào Facebook cá nhân là Dr. Trang Pia nhé. Mình vẫn tiếp tục khám online cho các bạn trên Facebook cá nhân nhé. Còn bạn nào mà muốn mua đồ thì có thể vào trang Dr. Trang Pia yêu gia đình cách để gỗ bác sĩ nha. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ like và subscribe ha. Hôm nay sẽ là một cái video về night routine trong tháng 3. Tại sao lại làm cái video này? Vì thứ nhất là lâu lắm rồi không có một cái video night routine nào, đúng không? Thứ hai là mình đã trở về Việt Nam. Hiện tại là mình đang ở Hà Nội, làm cái video này là mình đang ở Hà Nội. Nhưng mà sắp tới thì có thể mình sẽ vào Sài Gòn một thời gian. Khi mà thay đổi cái môi trường sống ấy, thì cái làn da nó cũng thay đổi các bạn ạ. Về Việt Nam thì mình thấy là cái da của mình nó nhờn hơn. Da của mình nó nhờn hơn, nó không khô như là ở bên Đài Loan đâu. Và xa về Việt Nam thì mình đi lại rất là nhiều, đi xe máy cũng nhiều nữa, nên là bụi nhiều hơn, rồi tác động với môi trường cũng nhiều hơn, nên cái routine nó cũng phải thay đổi thôi. Rồi khi mà mình di chuyển ấy, thì cái cơ thể của mình nó stress, thì cái làn da của mình nó cũng stress các bạn ạ. Buộc lòng là mình cũng phải set up lại cho mình một cái routine để nó phù hợp hơn với cái tình trạng mà mình phải di chuyển nhiều như thế này. Thêm nữa, một cái điều mà mình cũng muốn nhắc các bạn là khi mà các bạn phải di chuyển nhiều này, hay là các bạn đi chơi, có kế hoạch đi chơi xa chẳng hạn, hay là đi biển vân vân á, thì những cái thời điểm đó mình cũng có thể thay đổi cái routine một chút, tức là chỉnh để cho các cái treatment nó giảm xuống, chứ mình không nhất thiết là phải dùng treatment quá nặng đô. Như các bạn nói, từ của bạn ấy là treatment nặng đô á, thì mình không nên quá mức như vậy, vì da của mình khi mà đi ra ngoài nhiều nó sẽ tác động bởi rất là nhiều yếu tố ha. Rồi mình sẽ giới thiệu về cái routine trong tháng 3 này nha. Đầu tiên thì vẫn là tẩy trang thôi, đi về buổi tối là mình tẩy trang, rồi đến sữa rửa mặt. Thì về Việt Nam da dầu hơn nên là dùng cái sữa rửa mặt, nó có tẩy da chết một chút, có salicylic acid một chút vào buổi tối. Rồi tiếp theo sẽ là một cái serum. Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái serum mới mà mình dùng suốt trong cái tháng này. Đây là serum niacin của Exception, không biết đọc đúng không luôn. Đây cái này nó cũng cùng hãng với cái retinol mà lần trước mình có làm video cho các bạn ấy, nó cùng hãng luôn á. Thì đây là một cái sản phẩm đến từ Tây Ban Nha ha. Đây là một cái sản phẩm rất là phù hợp để kết hợp với retinol. Thành phần của nó là có 2% hyaluronic acid này, có 5% niacinamide. Ngoài ra thì có AHA là bao gồm như lactic acid này, citric acid này, tartaric acid này, gluconic acid này. Nó có hỗn hợp rất là nhiều các cái thành phần AHA trong này rồi, có hương liệu. Với một cái sản phẩm mà serum như thế này thì buổi tối thực ra mình không có dùng toner đâu các bạn. Mình ít khi dùng toner lắm. Và thứ nhất là phải dùng bông, mình lười. Thứ hai là nếu như cái toner ấy, nếu như cái serum của các bạn nó không có những thành phần acid trong đó thì các bạn có thể thêm một cái toner. Nhưng với một cái serum mà nó đã có thành phần acid trong này rồi, có AHA trong này rồi thì các bạn không cần thiết phải dùng toner nữa ha. Thì cái em serum này là rất rất là phù hợp cho các bạn để dùng kết hợp với một cái retinol. Mình dùng thì mình thấy em này, cái texture của em này mình nghĩ là sẽ nhiều bạn thích ấy. Nó sẽ phù hợp với các bạn da nhờn, da thường, da hỗn hợp, da khô quá thì có thể sẽ không đủ ẩm cho các bạn đâu. Nhưng mà những cái tầm da mà ở Việt Nam ấy, thì mình nghĩ là 90% là các bạn sẽ phù hợp với cái loại serum này thôi. Cái texture của nó lỏng, hơi hơi dầu nhẹ một chút, hơi có một chút chút dầu nhẹ trong này thôi, và thấm cũng rất nhanh, các bạn thấy không, nó khô luôn, nó ráo luôn như vậy này. Trừ khi các bạn dùng rất là nhiều thì có thể các bạn sẽ thấy một cái lớp màng phiu mỏng còn lại. Còn nếu mà các bạn dùng ít thì gần như là nó thấm hết luôn, không còn gì luôn. Và trong này thành phần thì có hương liệu, nhưng mà thực ra thì mình ngửi nó cũng không có nhiều đâu. Mùi nó rất là dễ chịu thôi, mùi rất là dễ chịu. Thì đây là một cái sản phẩm sẽ phù hợp với các bạn da dầu nhá. Sẽ phù hợp với các bạn da dầu, da hỗn hợp thiên dầu, da thường là rất là ok để kết hợp với một cái sản phẩm retinol. Một cái serum phù hợp ha. Và giá của nó thì cũng không hề mắc một xíu nào, có hơn 1 triệu thôi, mà một lọ tận 50ml các bạn ạ. Mình dùng rất là nhiều luôn mà nó vẫn còn mới hết có một nửa thôi ấy. Rất là nhiều lắm. Rồi tiếp theo sẽ là retinol. Thì sau cái serum này là mình dùng đến retinol. Hai em này có thể coi là một cái bộ đôi khá là ổn cho các bạn mà muốn dùng retinol thời gian đầu này, không quá đặt nặng vấn đề làm trắng ha.
Thì đây không phải là bộ đôi để làm trắng đâu. Cái này sẽ phù hợp để cho các bạn dưỡng da và chống lão hóa là chính. Thì cái retinol này mình cũng đã nói rồi đúng không? Đây là Fusion 1% retinol tinh khiết. Thì cái giai đoạn này á, mình sẽ dùng retinol cách ngày thôi chứ mình không có dùng hàng ngày đâu. Vì như mình nói là giai đoạn này là mình di chuyển rất là nhiều. Mặc dù là mình thấy về Việt Nam thì da nó nhờn hơn. Nhờn hơn là đồng nghĩa việc da mình nó cũng khỏe hơn ấy. Còn ở bên kia là da nó sẽ khô hơn và nó dễ bị kích ứng hơn nha. Còn ở Việt Nam là da nó trâu bò hơn á. Thì thực ra là nó cũng phù hợp thôi. Khi mà mình về một cái môi trường mà nó bụi bặm nhiều hơn, nó nhiều stress hơn thì cái da của mình nó tự khắc là cái gọi là immune system nó phải go up ha. Thì về đây là mình thấy da nó cũng khỏe hơn. Tuy nhiên là không phải vì thế mà mình dùng thường xuyên quá retinol đâu. Vì mình đi ra ngoài nhiều rồi ánh nắng nhiều nên là mình cũng chỉ dùng cách ngày thôi. Và mình đã có một cái video riêng về cái em retinol này rồi. Một em retinol rất là phù hợp cho các bạn da dầu. Rất là phù hợp cho các bạn da dầu, da có mụn một chút dùng được, da dày sừng, da khỏe ha. Và dùng cái em retinol này. Đấy. Và cuối cùng là kem dưỡng. Đây, mình cũng giới thiệu luôn với các bạn cái kem dưỡng mới này nha. Đây là em dưỡng Well Max, tên đầy đủ của nó rất là dài. Hyaluron Moist Intense Gel Concentrate. Đó. Thì tên là biết là nó là dạng gel rồi và là HA, một cái gel HA chứa thành phần hyaluronic acid này, B5, aquasil, tức là một cái màng tạo ra một cái màng ẩm ở bên ngoài ấy, và giúp giữ nước rất là tốt. Tuy nhiên đây là một cái gel, chính xác là một cái gel HA giữ nước, nên nó sẽ cực kỳ là phù hợp với các bạn da dầu, với các bạn da dầu. Còn các bạn da khô hay là các bạn ở trong những cái môi trường mà độ ẩm nó quá thấp thì đây không phải là sự lựa chọn tốt nha. Khi mà mình sử dụng em này ở bên Đài ấy, thời tiết rất là khô ấy, thì mình thấy nó khô lắm nha, bởi vì nó là gần như là thuần một cái gel HA thuần luôn thì nó sẽ rất là khô, nó sẽ căng. Nhưng mà về Việt Nam thì dùng nó rất là ok luôn á, rất là phù hợp. Chắc là vì vì thế nên là cái hãng nhập khẩu ở Việt Nam họ mới nhập khẩu cái dòng này về Việt Nam. Thì mình thấy là đây là một cái dòng dưỡng ẩm rất là phù hợp cho cái làn da ở Việt Nam, cái làn da dầu ở Việt Nam. Thì em này các bạn có thể dùng như một cái dưỡng ẩm bình thường này, các bạn có thể bôi dày hơn để làm mát buổi đêm cũng được, hoặc là các bạn nào mà sau lăn kim, sau peel da cũng có thể dùng em này như một cái lớp gel bảo vệ ở bên ngoài. Thì khả năng cấp nước của em này rất là tốt, rất phù hợp với các bạn da dầu nhé, rất phù hợp với các bạn da dầu. Đây, cái texture của nó là dạng gel thôi, dạng gel, các bạn bôi ra thì nó sẽ tan ra, nhưng mà các bạn da khô thì nó sẽ hơi khó tán nhỉ. Bạn da dầu thì rất là ok luôn, một lúc là nó sẽ biến mất cái màng này luôn. Đó, đây là một em gel dạng bay nước, nó không, gần như không có thành phần nào gây mụn trong cái sản phẩm này đâu, nên sản phẩm này tương đối là an toàn cho các bạn da dầu và có mụn ha, tương đối là an toàn cho các bạn da dầu có mụn đấy. Trời, bôi cả tay luôn. Hơi tiếc ha. Thêm một cái điều nữa là nếu như các bạn nào mà đang bị kích ứng chẳng hạn nhá, da bị đỏ kích ứng chẳng hạn mà bôi lên ấy thì có thể các bạn sẽ thấy hơi rát lúc ban đầu. Bởi vì sao, nó sẽ giống như là cái trường hợp mà các bạn bị bỏng xong các bạn hắt nước vào ấy, các bạn sẽ thấy nó rát, nó rát cái thời điểm đầu tiên ấy. Nhưng mà sau đó thì nó rất là mát và cảm giác là nó sao nhỉ, nó lạnh và nó dịu đi khá là nhanh, khá là ok. Nên là em này các bạn hoàn toàn có thể dùng sau khi mà các bạn can thiệp, là sau các cái can thiệp đỏ da các bạn có thể dùng em này. Đó, thế thôi ha. Buổi tối là hiện tại mình chỉ dùng có như vậy thôi đó, hàng ngày đó. Nếu hôm nào mà mình không dùng retinol thì mình chỉ dùng serum xong rồi kem dưỡng và đi ngủ thôi. Chứ mình cũng không dùng quá nhiều đâu. Một cái mình cũng muốn nhắc các bạn luôn á, vì mình tư vấn và khám cho rất là nhiều bạn rồi nên là mình cũng thấy nhiều bạn mắc những sai lầm. Đó là vì các bạn kết hợp quá nhiều cái sản phẩm. Các bạn phải biết là mình cần cái gì. Mình cần cái gì. Nếu như mình chỉ cần chống lão hóa thôi thì một cái routine như này là rất ổn để chống lão hóa rồi. Nhưng mà nếu bạn nào mà muốn làm trắng thì lại phải một cái routine khác. Chứ các bạn đừng có gộp một lúc quá nhiều các cái serum với nhau, nào thì B5, nào thì niacinamide, nào thì gì abutin,
hai ba cái routine trong một cái lần dùng thì làm sao mà da nó chịu được các bạn ha. Thì nó giống như là mùa nóng mà các bạn bắt da của mình phải mặc quá nhiều lớp áo ấy, thì nó sẽ không có hiệu quả nhiều đâu. Các bạn chỉ cần dùng một cái serum thôi, và các bạn phải phải biết là mình cần cái gì và mình muốn cái gì, mục đích của mình đang làm cái gì, thì mình chọn đúng một cái serum đấy thôi. À, chứ đừng có dùng quá nhiều nhá. Ok, rồi đây là cái video chia sẻ với các bạn một chút về cái routine buổi tối thời gian này của mình ở Việt Nam. Ở Việt Nam là da dầu hơn, không có khô như bên kia nữa rồi. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé. Nếu như bạn nào có câu hỏi thì vẫn có thể đặt cho bác sĩ nha. Mình sẽ cố gắng để trả lời các câu hỏi của các bạn nhé. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe PR Channel nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.